hôm nay là ngày thứ ba mình đi tham quan du lịch ở Thái Lan ha mọi người. Thì hiện tại là sáng nay mình ăn sáng tại buffet sáng tại khách sạn, xong sau đó mình sẽ trả thẻ phòng ha. Trả thẻ phòng xong thì mình sẽ tham quan tập 2 hoặc 3 điểm tham quan du lịch nữa. Thì mình sẽ di chuyển từ đây đến Bangkok. Thì từ đây tới Bangkok tầm 2 tiếng mấy nha mọi người. Tổng quãng đường là tầm 150 cây nha. Thì cũng hơi đuối đó, đi xa cũng hơi đuối đó, nhưng mà đi chơi mà ngồi trên xe cũng khá là nhiều ha. Đạt sẽ review thêm những cái điểm tham quan tiếp theo, như ví dụ như là những ngôi chùa mọi người, những ngôi chùa khá là linh thiêng luôn. Thì mời các bạn cùng theo chân Đạt nha. Sáng nay thì đi ăn buffet sáng cũng đối diện cái khách sạn luôn á mọi người. Ăn buffet xong thì mình sẽ di chuyển một đoạn đường khá xa ha. Chiên trắng, trứng là gà hai bên như nhau mà mọi người. Thế ta mình sẽ cùng tóm lên lại la 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 mong từ xa kỳ kỳ không có yêu là đang bên chân người ta xin từ đang đưa bấm 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 ơi thơ chọc đi tên ơi chọc thơ em thích thơ. Thái tử cùng với 30 vị sư cả của đất nước Thái Lan, ông mới về với vùng núi Khảo Chi Cha này để khảo sát. Cái ngọn núi này nè, cứ vào ngày rằm thì sẽ thấy được một cái vầng sáng tựa như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi tọa thiền. Thì lúc mà 30 vị sư cả này lại người ta khảo sát cái ngọn núi, thì người ta phát hiện ra là ở giữa ngọn núi có một cái vết nứt. Cũng từ cái vết nứt này mà Thái tử quyết định cho nổ mìn một nửa ngọn núi. Cả nhà cứ hình dung cái ngọn núi giống như hình một chiếc nón lá, thì chia ngọn núi để làm đôi và cho nổ mìn nửa bên còn lại và cho khắc hình Đức Phật, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì quá trình khắc tượng Phật như thế này, lúc đầu thì Thái tử cho khắc tượng, khắc trực tiếp luôn, khắc vào ban ngày. Tuy nhiên là không biết vì lý do gì mà cứ khắc hôm trước thì hôm sau lại mờ, khắc hôm trước thì hôm sau lại mờ. Cho nên Thái tử cùng với những cái người kỹ sư, người ta mới nghĩ ra một cái cách, đó là ban đêm cả nhà người ta sẽ chiếu tia laser lên ngọn núi. Ban đêm chiếu tia laser lên, sau đó cho những cái thợ người ta thi công, người ta đục đẽo vào ban đêm, rồi ban ngày thì sẽ chỉnh sửa lại các đường nét. Sau khi mà đục đẽo lại các đường nét xong á, thì trong vòng 1 năm đã xây dựng xong cái bức tượng Phật núi Khảo Chi Cha. Tuy nhiên á, là vàng, và thắc mắc là vàng đâu ra. Ngọn núi là của một doanh nhân nữ tỷ phú Nung Nút. Và khi mà biết là Thái tử mong muốn là tặng cho đức vua, thì nữ tỷ phú này tặng luôn cho Thái tử mà không có lấy tiền. Tại vì ở bên Thái á, bất cứ điều gì mà liên quan tới đức vua Rama chính á, là người ta sẵn sàng người ta tặng luôn. Thì vàng ở đâu ra? Vàng thì sau khi được kêu gọi chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, thì những người dân xung quanh ở đây nè, người ta quyên góp được 1.000 ký vàng. Tuy nhiên chỉ lấy 999 ký thôi. Vì sao lấy 999 ký? Thứ nhất, số 9 là tượng trưng cho Đức Vua Rama chính. Thứ hai, số 9 trong văn hóa Thái Lan là một con số tròn chỉnh, con số cố định. Sau khi mà xây xong cái bức tượng này thì Đức Vua Rama chính ông từ từ ông cũng khỏe hơn. Sau khi mà xây xong mọi thứ hoàn tất rồi, thì Đức Vua Rama chính quyết định đặt một viên xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào tâm của bức tượng. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài có nói ra nơi nào có xá lợi của ta, tức là nơi đó ta đang hiện diện. Bây giờ thì mình bắt đầu đến cái điểm tham quan đầu tiên đó mọi người. Điểm tham quan đầu tiên là núi Phật Vàng. Thì vừa vào cổng sẽ có một cái dịch vụ chụp ảnh giống như những cái điểm tham quan du lịch khác. Chụp một tấm ảnh xong, chụp xong thì người ta sẽ gửi ra cho mình cái điểm đi ra mọi người. Thì mỗi tấm ảnh tầm 100 bạc, giống như hôm qua giờ á mọi người. Núi Phật Vàng. Đó. Đây là cái điểm chính của mình nè. Những miếng vàng được khắc lên ngọn núi. Đó, mọi người thấy không? Phía sau lưng mình là núi Phật Vàng á mọi người. Có nghĩa là ngọn núi này người ta sẽ xây dựng và dát những cái miếng vàng lên đó luôn. Mình nhìn từ xa mà thấy những miếng vàng đã khá là to đó mọi người. Ở Thái Lan nhiều vàng quá ha.
Bên đây có cái ống dòm nữa hả? Cái mặt này, cái mặt này. Đây. Chào mọi người, hiện tại thì Đạt đang ở núi Sập Vàng, thì có 999 kg vàng đó mọi người. Thì lý do vì sao á là người ta cái quan niệm số 9 là số may mắn và là số 9 là của vua Rama 9 đó mọi người. Thì 999 kg vàng được lát trên đây quốc ha. Khi mình vào đây mình sẽ thấy bên tay tay trái của mình và bên tay phải sẽ có một cái khu vực cúng vườn. Thì bây giờ Đạt vào cúng vườn ha. Ở đối diện cái núi Phật Vàng này sẽ có một cái chánh điện. Ở dưới chánh điện thì cũng sẽ có một cái bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được giác vàng. Người Thái người ta làm cái thủ tục giác vàng, trên đầu của bức tượng thì sẽ có một cái sợi dây được nối thẳng lên tâm của bức tượng nơi đặt bảo tháp Xá Lợi. Thì những cái lời cầu nguyện của mình về sức khỏe, về bình an sẽ được đưa đến thẳng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình có thể đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đầu tiên là mình xá cái bức tượng Phật Vàng trên đỉnh núi. Sau đó mình vào trong và mình bỏ tiền giấy 5.000, 10.000, 20 bạc, miễn là tiền giấy. Tại vì quan niệm của người Thái á, thì khi mà người ta cúng dường thì người ta sẽ cúng bằng tiền giấy, không có cúng bằng tiền xu. Tại vì tiền xu là sẽ cho những người ăn xin. Cho nên lát nữa mình vào mình có muốn đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình chuẩn bị tiền giấy 5.000, 10.000, 1.000. Nói chung là tờ giấy tiếng Việt, tiền Việt hay là tiền nước nào cũng được. Mình bỏ vào thùng công đức để mình nhận lại một bình hoa với lại là 3 cây nhang, 1 cây đèn cầy và 1 miếng vàng. Sau khi mà mình nhận xong tất cả mọi thứ rồi, mình xá cái bức tượng Phật đối diện. Sau đó mình dâng hoa cho Đức Phật, bỏ toàn là đốt nhang với lại ghim đèn. Sau khi mà ghim đèn xong thì mình sẽ có một cái mảnh vàng để mình thực hiện phong tục giác vàng của người Thái. Cái miếng vàng này nó rất là mỏng, là một cái miếng vàng non tuổi. Cho nên lát nữa mình mở 1/3 miếng vàng thôi. Sau đó mình giác lên bức tượng Phật để cầu mong sức khỏe, bình an. Giống như ai mà làm ăn kinh doanh thì mình giác lên miệng của bức tượng Phật để mình ăn nói nó có duyên hơn, được gặp nhiều may mắn. Này nè, chị ơi, chú ơi, coi hình nha. Coi hình. Ông thì lấy, con ưng thì thôi nha. Tiếp tục giống như những dịch vụ mà đi qua, mình sẽ coi hình đó mọi người. Coi hình nữa ra luôn. Mình mà muốn ngồi quá. Thôi dù đi, em à, những tấm hình này theo đoàn. Mẹ có. Ở đây sẽ có những cái khung hình luôn mọi người. Rồi. Giờ thì mình bắt đầu lên xe để đi đến một cái điểm tiếp theo á mọi người. Đoàn của mình thì vừa đến Bangkok á mọi người. Bây giờ thì cũng gần 12 giờ mấy nên mình sẽ đi ăn trước. Ăn xong thì chơi giải trí ha. Khuôn viên bên ngoài nhà hàng này cũng khá là lớn luôn đó mọi người. Trưa nay thì đoàn của mình được chiêu đãi bằng một bữa tiệc buffet ở Bangkok ha. Bây giờ thì mình bắt đầu vào trong, không khí ở trong thì khá là náo nhiệt nè. Thì hôm nay khá là đông người luôn đó mọi người, rất là nhiều đoàn ở đây luôn nè. Từ đoàn của người Việt tới đoàn của những người nước ngoài ha. Và bên đây là khu vực buffet nè. Gà, xúc xích. Trưa nay thì cũng ăn buffet luôn, chứ không ăn món nha. Đây cũng là gà nè mọi người. Các món ở đây thì khá là phong phú. Đây thì có khu vực làm bánh luôn. Có bạch thái nữa hả? Nhìn hấp dẫn quá ha. Đây nó làm giống như cái chợ nổi bên kia vậy ha. Ồ, bên đây có hủ tiếu luôn mọi người. Hủ tiếu. Hủ tiếu, bên đây bánh. Bên đây giống phở luôn vậy ta? Ờ, nó là hủ tiếu anh. Hủ tiếu. Trưa nay thì mình ăn buffet tại nhà hàng đó. Cũng có rất là nhiều món, nhiều gà và thịt dĩa heo luôn nữa. Ở đây là có hủ tiếu nữa nè mọi người. Thử nước hủ tiếu này. Nước ok nha, ngọt nha. Muốn hủ tiếu thì món
Rồi tắt đi. Ngon. Ngon cái này. Thịt mềm dẻo. Và sau khi ăn trưa xong á, thì đoàn của mình bắt đầu di chuyển đến điểm tham quan đầu tiên ở Bangkok ha mọi người. Thì điểm tham quan đầu tiên của mình ở đây có tên là ASEAN City ha, một nơi được mệnh danh là điểm check-in hú hồn không thể bỏ lỡ ở Bangkok. Wow, chùa ở đây thật là quá đẹp luôn mọi người. Một tên gọi khác của ASEAN City á, là thành phố cổ Munburan, nằm ở cách thủ đô Bangkok á, khoảng chừng 30 cây nè, tại tỉnh Sumatrakhan. Khu vực này có rất là nhiều cây xanh ha, cây xanh mát. Công trình này cũng còn tiếp tục xây dựng đó mọi người, khá là đẹp. Những cái mái vòm nè các bạn nhìn ha. Quần thể này được ví như là một Thái Lan thu nhỏ luôn á mọi người. Một bảo tàng ngoài trời đặc biệt với diện tích khá lớn nè, khoảng 500 rise là 200 mẫu đất đó mọi người. Munburan được xây dựng vào năm 1963 và hoạt động chính thức vào năm 1972 ha. Khu vực này khá là rộng luôn, chỉ có một cái khu vực Munburan này thôi mà đạt thấy cực kỳ lớn luôn đó mọi người, và sự đầu tư rất là nghiêm chỉnh cả về những thiết kế nè, về những cây cảnh luôn luôn. Giờ Đạt đi team á, review cho các bạn ha. Giờ đó thì mình sẽ đi qua bên cái cầu bên kia. Đó. Thời tiết ở Thái Lan hiện tại quá nóng, nóng đó, mọi người. Bên đây thì Đạt thấy vẫn còn xây sửa thêm á. Munburan đã phục dựng lại cung điện dựa trên những bằng chứng khảo cổ nè và lịch sử do các nhà sử học Thái Lan và nước ngoài để lại mọi người. Thiết kế chi tiết và đồ trang trí của ngôi nhà cũng được thực hiện dựa trên các di tích lịch sử và tài liệu luôn ha. Cung điện này có tên là Prachasep Prasad ha, cung điện sao chép lại cái cung điện gốc ở Ayutthaya luôn mọi người. Đã bị cháy chỉ còn sót lại cái nền thôi năm 1967 ha. Hiện tại cung điện được trùng tu gần như là nguyên bản luôn á. Thời kỳ Ayutthaya là thời kỳ cực thịnh của Thái Lan luôn á mọi người. Cực thịnh về giao thương ha. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào bên cái ngôi đền bên đây cho mọi người xem. Cung điện này thì có tên là Dusip Ranha Ransat đó mọi người. Là cung điện lớn ở Bangkok nè, được mô phỏng lại. Vua Rama I đã xây dựng sảnh ngai vàng hình chữ thập vào năm 1790. Phía bắc của cung điện có hiên kiểu ngai vàng nè, hay còn được gọi là Busasot, được nhà vua sử dụng mỗi lần tiết yến công chúng. Tới triều vua Rama III, cung điện được cải tạo lại nè và thay đổi hoàn toàn so với kiến trúc ban đầu. Hiện nay bản sao được xây dựng lại trên cơ sở nghiên cứu từ những tư liệu và các bức tranh cổ còn sót lại mọi người. Đây là một trong những công trình tiếp theo của The ASEAN City với mọi người. Hoàn toàn chỗ này là giác vàng hết ha. Theo Đạt thấy ngôi chùa này hoàn toàn được thiết kế bằng màu vàng luôn, rực rỡ và sáng lấp lánh dưới ánh nắng luôn ha. Chùa được xây dựng rất là tinh xảo nè, từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện sự tôn kính và lòng thành đối với giá trị văn hóa và tôn giáo của người Thái Lan ha.
khung cảnh xung quanh chùa cũng rất là yên bình, trang nhã, khiến mình cảm thấy thư thái và bình yên. Thì mình vào trong, bỏ giày ra nha mọi người. Wow, bên đây mà mình chụp lên đó là hết sảy luôn nha. Thấy tượng Phật không? Hoàn toàn là Phật vàng hết luôn nha. Nè mọi người thấy trên cái nóc không? À, lên trên ha. Trên trong. Tuyệt vời quá mọi người, đẹp quá. Phía trước là một ngôi tượng lớn, phía sau là một ngôi tượng nhỏ nữa. Trên đây là những cái bức tượng của những vị Phật nè mọi người. Không, tượng Phật trên vách. Bây giờ thì mình vẽ vào trong ha. Wow. Wow, rất là nhiều tượng Phật ở đây luôn mọi người. Chọn quyền thì đang đến một cái khác của khu The Asian City ấy, mọi người. Thì khu bên này bên kia cũng là Asian City, nhưng mà khu bên đây là Asian City của mình. Còn bắt hôm đó mọi người thì khu bên này cũng bắt hôm, có nghĩa là khu bên này. Thì phía dưới là những cái tượng Phật lớn nha. Khi bạn đi lên một cái lầu thì ở đây sẽ có những cái tượng Phật gần như bằng nhau luôn á. Thì bạn hướng dẫn viên có chia sẻ là có 28 tượng Phật mọi người. Chào mọi người, hiện tại thì đoàn mình chuẩn bị đến An Cần Sĩ Giảm. Nhưng mà hiện tại thì lượng khách cũng khá đông á, nên mình sẽ không chạy xe trực tiếp qua. Mình sẽ đi xe bus qua, bus đường thủy nha mọi người. Thì đang đi bộ nè, và chuẩn bị đi bus đường thủy ha. Tới Bangkok thì mình sẽ thấy những cái chiếc túc túc nè mọi người. Nhìn đáng yêu lắm luôn. Giờ thì quẹo qua ha. Mình sẽ đi bus đường thủy. Con đường này là con đường đi vào bus đường thủy á mọi người. Ồ, còn có chiếc quay Thái nè mọi người. Để cho nhìn đẹp chưa. Đây là cổng vào, chuẩn bị mình xuống tàu thủy ha. Bus đường thủy. Ồ, cái bên đây có mấy chiếc đầy màu sắc ha. Bus đường thủy. Nhìn hoành tráng quá ha. Rồi vừa vào thấy máy lạnh đầy đủ ha. Có tivi được luôn nè. Có tivi máy lạnh đầy đủ luôn. View này nhìn ra nè, đẹp lắm nha. Nè đứng đây view nhìn ra đẹp lắm nha mọi người. Giờ thì tàu bắt đầu di chuyển qua bên trung tâm Ai Cập Xe Ảm nha mọi người. Đó. Con sông chút xíu con bắt lên tàu đi. Này chạy qua cái ẻm cấp tới rồi. Ẻm cái một tới luôn á. Tàu thì đi qua có chút xíu à. Mà nó hiện nãy giờ là biết bao lâu luôn á mọi người. Có thể là nên khu vực du lịch đó, người ta phải cần cái sự an toàn ha. Bây giờ thì bắt đầu đi lên thôi mọi người.
Và bây giờ thì mình bắt đầu tiến vào trung tâm Icon Siam đi khám phá thôi mọi người ơi. Có một cánh cổng dắt ta vào trong những con đường màu sắc này mọi người. Phía trên thì có những cái thiết kế đầy màu sắc luôn mọi người. Wow, phải nói ở khu vực dưới tầng trệt của khu Icon Siam này phải nói là thiên đường ẩm thực luôn đó mọi người. Khu vực này tập trung vô số gian hàng ăn uống, từ các món ăn đường phố đến những món ăn sang trọng luôn đó mọi người. Mọi người có thể tìm thấy các món Thái này, truyền thống nè, và nhiều các món khác nhau từ nhiều nơi trên thế giới luôn. Không gian thiết kế mở với nhiều khu vực ngồi ăn thoải mái nè, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thú vị và đa dạng luôn ha. Và ở đây còn có khu vực tái hiện lại cái khu chợ nổi truyền thống của Thái Lan nữa nè mọi người. Những chiếc thuyền gỗ nhỏ nằm giữa dòng nước trong xanh ha. Tuy là trong trung tâm thương mại nhưng mà mức giá cũng khá là ok mọi người. Nước lũ ép thì 100 bạc nè, nước cam ép thì 80 bạc ha. Khu vực bán quà lưu niệm tại Icon Siam cũng không kém phần ấn tượng ha. Tại đây bạn có thể tìm thấy vô số các món quà độc đáo và mang đậm nét văn hóa Thái Lan. Đặc biệt có một cái khu in những icon bằng đồng lên vỏ passport, tạo nên những chiếc passport độc đáo và đầy kỷ niệm luôn. Đây là một trải nghiệm thú vị và cơ hội tuyệt vời để bạn mang những món quà ý nghĩa dành cho người thân và bạn bè nè. Đốc mua bánh bạch tuộc. Bánh bạch tuộc có sống. Đúng là Icon Siam thật sự là một thiên đường ẩm thực luôn đó mọi người, nơi mà mỗi góc nhỏ đều mang đến những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời và khó quên luôn á. Ở đây còn có những chiếc thuyền hoa đầy màu sắc luôn á mọi người. Các thuyền hoa này được trang trí rực rỡ nè, chở đầy những loại hoa tươi. Vực Icon Siam ở dưới mọi người thì chủ yếu là đồ ăn đồ uống và nhiều ha, với những cái món quà lưu niệm luôn á, bánh trái rồi nè. Thì bây giờ mình lên trên lầu 1, lầu 2 rồi đó, xem thử có cái gì ở trên ha. Dưới đây là toàn là đồ ăn không à, nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Bây giờ thì mình sẽ lên lầu 1 để xem trên đây có gì ha mọi người. Thôi ở đây chỉ là dạng như là bán đồ, mới vô thấy mấy cái shop đồ nè mọi người ơi. Ở dưới thì ăn uống sầm uất, ăn xong lên đây sắm đồ mặc. Trên đây thì có một cái quả cầu thiệt là đẹp. Mình đi sâu xem có cái gì thêm không ha. Người ta đứng xếp hàng rồi, dài luôn rồi. Tôi lên tới tầng 3 này thì cái Apple Store nó chắc hạnh phúc chỗ này, không có đi qua. Đi qua anh đây. Đây có quán cà phê Paulie Coffee nè mọi người. Thôi chắc vô quán này đi. Quán này như có view nhìn ra ngoài á. Các cái cột này là 3D nè mọi người. Chiếu video lên nè, đèn LED nè. Đây thì có khu vực cho mọi người nghỉ chân, thiết kế khá hiện đại. Wow, quán cà phê này có view ở, nhìn ra bờ sông ở ngoài nè mọi người. Sau khi dạo một vòng và khám phá những điều thú vị ở Icon Siam thì mình bắt đầu về và chuẩn bị cho bữa tối và những phòng khách sạn ha. Tối nay thì mình sẽ ăn nhẹ để nạp năng lượng và chuẩn bị cho một đêm khám phá trời đêm tại Bangkok. Trải đêm ở đây nổi tiếng với vô số món ăn, các quầy đa dạng và không khí sôi động. Hãy cùng mình trải nghiệm và khám phá những điều thú vị tại trải đêm Bangkok nha. Từ
tối nay mình cũng tiếp tục ăn cơm đò ha. Thì giờ có những cái khẩu phần khá là đơn giản luôn. Những cái món đơn giản thì bây giờ thì mình ăn chủ yếu cho nó vừa bụng thôi. Tối nay mình sẽ đi qua cái đêm nha. Tối nay bữa cơm đòn thì cũng khá là ok á mọi người. Các món thì cũng khá là vừa miệng nè. Nhưng mà với tâm trạng náo nức đợi đi chợ đêm á, nên không ăn được nhiều. Thôi thì đến chợ đêm mình sẽ ăn thêm vài món ha. Đây là cái mặt trước của khu khách sạn nơi mình ở đó mọi người. Nhìn cũng dễ thương ha. Phía trên là cái thang máy nè, khu vực các phòng. Bây giờ thì mình chuẩn bị vào nhận phòng ha mọi người. Trong bên này có tiếng nước chảy. Ồ, bên này dưới có cái hồ cá coi luôn nè mọi người. Bây giờ thì mình vừa đến được cái căn phòng ở khách sạn ở Bangkok đó mọi người. Ừ, vừa vào là có luôn cái thẻ phòng người ta đã cắm sẵn ở đây luôn rồi. Nhà vệ sinh bên đây ha mọi người. Đó, xin chào. Nhà vệ sinh ở đây luôn, sạch sẽ thơm tho. Ở cái chỗ này là mình vừa vào là người ta cắm sẵn cái thẻ phòng luôn rồi, giờ vô là phòng mát lạnh luôn. Bên đây có một cái phòng tắm. Rồi bên đây thì khá là rộng luôn mọi người. Phòng của mình là hai giường nha. Đó, phòng hai giường, ok, khá là gọn gàng ha. Đây thì có ta có để sẵn cho mình ba chai nước, một cái tủ lạnh xanh dưa. Ok, đây là tủ đồ á mọi người. Tủ đồ lúc nào cũng có một cái cát sắt ha, sắt mini. Mình đây, đối diện này các ở đây ba giường luôn ta, có thêm một cái giường phụ nữa nè mọi người. Thì mình xem ở ngoài ban công mà có cái gì. Ôi tôi thui tôi ôm luôn rồi. Khu vực này là bên cái vách, cái dắt đó mọi người, không thấy gì hết. Sau khi nhận phòng khách sạn xong á, thì cũng đã tối rồi. Mà tối rồi thì mình làm gì đây? Thì mình đi khám phá Bangkok thôi mọi người ơi. Khám phá chợ đêm Bangkok nha. Xin chào mọi người. Hiện tại thì Đạt đang ở một khu chợ đêm tại Bangkok á, có tên là Chợ Rama 9 nha. Thì khu chợ này cũng khá là đông đúc luôn. Bán nhiều đồ ăn, đồ uống nè, và có cả đồ mặc nữa mọi người. Thì Đạt sẽ review chi tiết hơn cho mọi người ha. Khu chợ này khá là vui luôn. Giờ này đã là 9 giờ rồi mà rất là đông đúc luôn á mọi người. Chợ đêm Chợ Face nằm ở khu vực Dan Meramid á, cách trung tâm thành phố Bangkok khoảng 20 cây nè. Chợ đêm này á có diện tích rộng lớn với hàng trăm gian hàng bán các mặt hàng đa dạng nè, từ thời trang, đồ lưu niệm đến đồ ăn và đồ uống. Chợ đêm này cũng có nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn luôn á mọi người, như là biểu diễn nghệ thuật nè, hay là âm nhạc và trò chơi. Khu chợ đêm này cũng là một thiên đường mua sắm luôn á mọi người, với nhiều mặt hàng đa dạng nè, từ thời trang nè, tới đồ lưu niệm, đến đồ cổ luôn á. Chợ đêm này thì có nguyên một khu ẩm thực rộng lớn luôn, với nhiều gian hàng bán rất là nhiều món ăn trên thế giới luôn. Cái cây ngào đường đây nè mọi người. Sau một hồi đi một vòng thì không biết lựa chọn cái gì luôn mọi người. Ở đây thì Đạt đến chợ đêm chủ yếu là tìm món ăn thôi, nên Đạt sẽ tìm một cái quán nào đó rồi review thử. Đạt thấy ở đây người ta có những cái món như cái tháp lên mắt 81 của mình nha mọi người. Thì để Đạt đi tìm cái quán đó rồi review cho mọi người ha. Rồi và sau đây là món sườn tháp nha mọi người. Món sườn tháp thì khá là nổi tiếng ở đây luôn. Chờ cái món sườn tháp cái kinh khủng luôn. Ủa, hai tháp luôn hả? Tháp nha mọi người, đáng sợ chứ, bự nè. Cao chưa, quá dữ quá dữ.
Nhìn từ xa thì mình cứ nghĩ là cái sườn tháp này người ta bỏ hành bỏ hẹ vậy đúng không mọi người? Nhưng mà không phải đâu nha, hoàn toàn là ớt không á mọi người ơi. Ớt rất là nhiều ở đây luôn ha. Và một món tiếp theo cũng gọi là best seller của cửa hàng này luôn, đó là món hải sản sốt cajun nha. Bắt đầu thử cái món đầu tiên đó mọi người, đó là sườn cây nướng với mật ong nha. Bóc một miếng to chấm cái rồi sườn nướng mềm dẻo luôn á, thơm mùi cái vị mật ong. Để đây nha, test vào cái bên đây một cái. Đây là sợ đổ quá, lấy miếng nhỏ này chấm một cái. Thịt thì dai nha, thịt dai, nước thì hơi the nha các bạn, cái khẩu vị của người Thái thì hơi the. Đây mình thử cái nước kia thôi nha, thử một cái. Vừa ăn nha, cái này là vừa ăn, ngon các bạn. Ok, khu chợ này thì bán khá là nhiều đồ ăn luôn. Bên đây thì có các loại xiên nướng, bên đây thì bán bắp nè mọi người, bắp. Bên đây bán sầu riêng, bán kẹo. Sầu riêng, sầu nhìn khá là hấp dẫn luôn á mọi người, bán nhiều lắm nha, quá nhộn nhịp luôn mọi người ơi. Một bên bán đồ ăn ha, thì bên đây bán các quán nước nè. Tại Bangkok thì có khá là nhiều khu chợ đêm đó mọi người, giá thì nó cũng phải chăng ha. Đây thì trung bình là 60-70 bạc nè mọi người. Em thì bán nước ép, nước ép nha, ép thì cầm 70-80 bạc, dừa thì 80 bạc. Đặc biệt đó là khu vực này rất là sạch sẽ luôn mọi người. Đẹp quá ha, quá nhộn nhịp, đầy đủ đồ ăn hết luôn. Các quầy ở đây khá là tươm tất sạch sẽ luôn á, tuy là khu chợ lớn nhưng mà không thấy một hạt bụi nào ở đây cả mọi người. Gác ghế này sạch sẽ quá ha. Đây thì giày dép, quần áo. Đi Thái Lan thì có rất là nhiều dịch vụ vui chơi giải trí ăn uống được các bạn, nhưng mà nó thời tiết ở đây thì nó hay nóng quá, ăn uống lại mất ngon ha. Thời tiết lúc nào nó cũng là hanh nóng đó. Giờ này là 10 giờ mấy rồi đó nha, 10 giờ mấy tại chợ đêm á, mà nó cũng còn nóng, nó chưa có mát nữa. Thế bên đây là có vườn hoa nè mọi người, ở trên đó thì có vườn bốc xin luôn. Sau khi ăn tối xong á thì bây giờ mình chuẩn bị trải nghiệm túc túc tại Thái Lan á mọi người. Chuẩn bị lên xe, lên xe. Lên. Rồi. Đã chưa? Lượng nè, bây giờ bắt đầu lượng nè. Bo. Trải nghiệm đi xuồng đầu luôn. Đi ngang qua đó mình thấy xuồng đầu.
Và bây giờ cũng đã kết thúc một ngày trải nghiệm du lịch tại Thái Lan, quá thú vị luôn mọi người ơi. Và Đạt cũng xin tạm ngừng video tại đây. Nếu cảm thấy hay thì mời mọi người cùng like, share và subscribe video của Đạt nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.